Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay diễn ra chiều nay 10/2/2023 tại vòng giáp cấp liên tái. Mà tại xem trận đầu tiên, Mạnh Phụng Vệ cầm đỏ đi tiên gặp Trịnh Nhất Hoàng cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
Trên đây thì Trịnh Nhất Hoàng buông cờ nhận thua mà bạn xem trận tiếp theo. Vương Thứ Nhất cầm đỏ đi tiên gặp Ôn Dương cầm đen thủ hậu mà bạn thắng thức.
军。将军。Trên đây thì Dương Thiên Nhất cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua, mà bạn xem trận cuối. Mạnh Hằng cầm đỏ đi tiên gặp Lý Thiếu Canh cầm đen thủ hậu, mà bạn thưởng thức.将军。将军。
将军。 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 Chị đến đây mắc pháo Lý Thiếu Canh buôn cầu nhận kho. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất hoặc mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.